Xin chào quý anh chị và các bạn, quý anh chị thân mến. Và trong cái bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái công dụng phòng chữa bệnh tuyệt vời của củ cải đỏ. Ai mà không biết điều này thì đúng là rất là lãng phí. Chúng ta biết rằng củ cải đỏ ngoài là cái nguyên liệu chế biến món ăn thì còn được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh, bởi trong củ cải đỏ có chứa rất nhiều cái chất dinh dưỡng và dược tính. Củ cải đỏ là một trong những cái loại rau phổ biến ở các cái nước châu Âu, nhưng gần đây đã bắt đầu được di nhập về Việt Nam và các cái nước châu Á khác. Nó được sử dụng trong các cái công thức salad, kim chi hay dưa muối và đôi khi được ép lên nước vì có cái vị ngọt mát. Hầu hết các cái bộ phận của củ cải đỏ bao gồm lá, rễ, củ, hoa và hạt đều có thể được chế biến thành các cái món ăn và có tác dụng trong hỗ trợ và điều trị các loại bệnh đơn giản. Củ cải đỏ còn có tên là củ cải đường. Chúng thường bị nhầm lẫn với củ dền bởi cái màu sắc bên ngoài và cái hình dáng. Tuy nhiên thì chúng thực chất hoàn toàn khác với củ dền. Củ dền có màu sẫm hơn từ trong lẫn ngoài. Củ cải đỏ thì lại có cái vỏ sáng màu đỏ, đôi khi cái màu đỏ tím, hình quả trâu bên trong màu trắng và vị cũng khác. Chúng thường được làm salad hoặc chế biến thành các cái món chín như là canh, xào, nấu canh bằng chúng sẽ tạo ra cái nước ngọt tự nhiên và mùi thơm. Bên cạnh có cái tác dụng trong đời sống thì chúng cũng rất tốt cho sức khỏe. Củ cải đỏ là một trong những cái thực phẩm chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ khu chợ cũng như là cái siêu thị có bán thực phẩm nào. Nhiều người vẫn sử dụng củ cải đỏ để chế biến thức ăn, nhưng đảm bảo rằng chẳng mấy người biết về những cái công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe của con người. Sau đây là một số cái công dụng của củ cải đỏ mà chúng ta cần biết. Thứ nhất là giảm nguy cơ ung thư. Củ cải có chứa các cái chất chống ung thư. Ngoài ra thì nó là một cái loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh để ngăn chặn các cái tổn hại, các cái gốc tự do bên trong các cái tế bào, do đó mà giúp ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu cho biết xuất hiện các cái bằng chứng chứng tỏ chiết xuất từ rễ củ cải có thể là tiêu diệt các cái tế bào ung thư bằng cách là kích hoạt cơ chế tự hủy của các loại tế bào ác tính này. Đó là do có sự xuất hiện của cái chất được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải. Và cái tác dụng thứ hai đó là điều chỉnh huyết áp. Đây là cái nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri kali trong cơ thể nhằm giữ cho huyết áp ổn định. Một cái nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng hạ huyết áp ở những người bị tăng huyết áp đáng kể. Tác dụng thứ ba là tăng cường hệ miễn dịch. Tuyệt vời hơn, các vitamin và chất dinh dưỡng trong củ cải đỏ đã được chứng minh giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng. Dưỡng chất trong củ cải này giúp kích thích sự oxy hóa của các tế bào và kích thích sự sản sinh ra các cái tế bào máu mới. Với những người bị thiếu máu, củ cải đỏ là một trong những cái thực phẩm nên được ưu tiên. Nước củ cải đỏ giúp tăng cường sức chịu đựng bằng cách bổ sung năng lượng cho các cái múi cơ. Các nhà khoa học phát hiện nước uống củ cải đỏ nhân gấp đôi lượng nitrat trong máu tình nguyện viên, giảm được cái tình trạng cơ bắp sử dụng năng lượng của chính mình, giúp cơ làm việc hiệu quả hơn và giúp giảm cái sự hấp thu oxy của chúng. Thứ tư là củ cải giúp tăng cường bài độc. Đây là một cái món rau có lợi cho gan và dạ dày vì nó có cái tác dụng là như một cái chất giải độc mạnh mẽ. Chất xơ trong củ cải cùng những chất chống oxy hóa giúp làm sạch máu, loại bỏ các cái chất độc và cuốn trôi những cái chất bài tiết trong đường tiêu hóa. Củ cải còn làm giảm cái sự hủy hoại các cái tế bào máu đỏ xảy ra ở cái bệnh nhân mắc bệnh vàng da bằng cách tăng cường nguồn cung cấp oxy mới cho máu. Cả củ cải và lá xanh của nó đều mang cái đặc tính quý báu này. Tác dụng thứ năm đấy là chống lại bệnh trĩ. Do cái phần lớn khối lượng của củ cải đó là chất xơ và nước, nó hoạt động như một chiếc máy quét toàn bộ những cái thứ lưu lại trong đường ruột, đồng thời là giúp làm mềm phân, giải quyết nhanh gọn các cái triệu chứng táo bón. Nước ép củ cải đỏ làm dịu cái hệ tiêu hóa và bài tiết, do đó cũng giúp làm giảm các cái triệu chứng khó chịu của bệnh trĩ. Và thứ sáu là cung cấp nhiều vitamin và chất khoáng. Củ cải đỏ chứa rất nhiều vitamin C và chất sắt, vốn là các cái thành phần
rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Chúng đều là thành phần thiết yếu cho sức khỏe và không ít người rất khó khăn để hấp thụ đủ chất sắt trong cơ thể. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta vitamin C trong củ cải đỏ và chính loại vitamin này giúp tăng lượng chất sắt được hấp thụ. Một cái điều thú vị là lá của củ cải đỏ non có chứa nhiều chất sắt hơn cải bo xôi. Bên cạnh đó, củ cải đỏ có chứa rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất khác như là axit folic, phosphor, magie và B6. Và cái tác dụng thứ bảy là giúp gan khỏe mạnh. Sắc tố màu beta-cyanin trong củ cải đỏ có thể giúp gan giải độc, tạo hiệu ứng dây chuyền đến cái mạch máu bằng việc loại bỏ các cái độc tố trong gan và chống sự hình thành các cái lớp mỡ. Thứ tám là chống đột quỵ và ngừa bệnh đau tim. Nước củ cải đỏ đã được chứng minh là giúp giảm cao huyết áp, có tác dụng đối với 25% dân số thế giới trong độ tuổi trưởng thành và là một cái nhân tố quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch vành và bệnh đột quỵ. Mỗi ngày uống 500 ml nước ép củ cải đỏ thì sau 24 giờ sẽ có tác dụng giảm cao huyết áp rất tốt. Và thứ 9 là củ cải đỏ giúp bạn tươi trẻ hơn. Củ cải đỏ có chứa cái hợp chất giúp thúc đẩy sự sản sinh ra chất serotonin, chất tạo hưng phấn tự nhiên cho cơ thể. Theo người đen thì ăn củ cải đỏ tươi khiến tâm trạng bạn sảng khoái, dễ tươi cười. Và cái chất này cũng rất hữu hiệu cho sức khỏe của tim mạch. Và cái tác dụng thứ 10 là bảo vệ cơ thể khỏi các cái bệnh về hô hấp. Không chỉ chứa nhiều cái chất chống oxy hóa mà củ cải đường còn dồi dào cái lượng vitamin C. Vitamin C hoạt động như một cái chất chống oxy hóa. Nó bảo vệ các cái tế bào khỏi bị hư hại gây ra bởi các cái gốc tự do và tăng cường cái khả năng miễn dịch. Củ cải đường được biết đến để giảm cái nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và các cái vấn đề phế quản. Ngoài ra thì beta caroten trong củ cải đường cũng bảo vệ cơ thể khỏi ung thư phổi. Quý anh chị thân mến, trên đây là những cái công dụng tuyệt vời của củ cải đỏ. Tuy nhiên thì những cái thông tin này cũng chỉ mang cái tính chất tham khảo. Nếu dùng trong việc chữa bệnh thì các bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để chữa trị được tốt hơn. Bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.